chơi múa thì con là nhất là xuất sắc. Quá sang, tiết mục cực kỳ quốc tế, thông minh, chỉn chu và cực kỳ chuyên nghiệp. Đây là xuất thần. Bạn chắc chắn có thể trở thành một ngôi sao, một nhạc công thượng hạng. Tạo hình nhân vật tốt, chọn nhạc tốt, cảm ăn tốt, kỹ thuật quá xuất sắc, còn gì để nói nữa. Chúc mừng con Hà My, 9 tuổi, nể phục. Từng bạn có kỹ thuật biểu diễn, kỹ thuật về nhảy múa cực tốt. Thông minh, ai nói là đường phố không? Khẳng định đây là hai nghệ sĩ. Và hôm nay, tôi phải nói gì bây giờ? Quá xuất sắc. Thứ thật rất cuốn gặp con ở cái vòng cuối cùng của chương trình. Nguyễn Trọng Nhân đánh trống. Đỗ Trung Lương 218.
Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam mùa này với sự dàn dựng của đạo diễn Alexander Tú Nguyễn. Thưa quý vị, trải qua 8 tập phát sóng ở vòng loại sân khấu, 7 đêm bán kết và 2 đêm chung kết, chúng ta đã tìm ra được rất nhiều tài năng tỏa sáng trên sân khấu này. Và đêm nay top 4 sẽ trình diễn để chinh phục giải thưởng 500 triệu đồng của chương trình. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng chào đón bộ 3 ban giám khảo của chương trình. Xin một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Huy Tuấn, nghệ sĩ Việt Hương và nghệ sĩ Trấn Thành. Và Diệp Lâm Anh xin được mời ba vị ban giám khảo trở về chiếc ghế nóng quen thuộc của mình ạ. Diệp Lâm Anh xin cảm ơn tất cả các bạn thí sinh, các bạn đã mang đến một tiết mục vô cùng xuất sắc ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị, thứ 6 tuần trước, 8 nhóm thí sinh của đêm chung kết 2 đã có những màn trình diễn rất thành công. Và quý vị đã nhắn tin cho họ rất nhiều. Thay mặt các thí sinh, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể các vị khán giả. Diệp Lâm Anh xin phép công bố tổng đài bình chọn cho thí sinh của tuần chung kết thứ 2 đã khép lại vào 18 giờ chiều nay. Quý vị thân mến, qua các tập phát sóng của Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam năm nay thì chúng tôi có rất là nhiều thay đổi. Chính vì những thay đổi này đã mang đến những điều hấp dẫn cho chương trình. Và ngày hôm nay, ban tổ chức của chúng tôi đã chuẩn bị một món quà để dành tặng cho ba vị ban giám khảo. Và xin mời anh Trấn Thành, chị Việt Hương và anh Huy Tuấn hãy hướng mắt lên màn hình để thưởng thức món quà ngày hôm nay dành cho ban giám khảo ạ. Alo em à, chia tay rồi, anh này . Con thích chú Trấn Thành nhất tại vì chú rất là đẹp trai và con đã thấy thú vị mỗi lần chú nói câu vi diệu. Con thích chú Trấn Thành vì chú rất là đẹp trai. Wow. Mình rất là thích anh Trấn Thành bởi vì anh rất là đẹp trai và kiểu như không phải người trái đất vậy á. Ai mà đang giữ cái dĩa bay của em trả cho em bay về đúng cái nơi em thuộc về. Con thích nhất chú Huy Tuấn bởi vì chú ấy rất là thẳng thắn và mỗi lần nhìn chú ấy con cảm thấy rất là mát mẻ ạ. Mình thích nhất là giám khảo Huy Tuấn vì anh ấy rất là lùn và hấp dẫn. Vì anh Huy Tuấn là sở hữu một cái vẻ bề ngoài là khó tính và lạnh lùng, nhưng mà sâu thẳm ở đằng sau đó thì nó lại là rất là mong manh và dễ vỡ. Mình rất là thích giám khảo Việt Hương vì mình mà chị ấy muốn đổi giới tính. Bộc lộ giới tính, gửi ngàn nụ hôn. Dung là không còn cái gì nói á. Dạ vâng, sau khi xem món quà này thì không biết là cảm xúc của chị Việt Hương như thế nào ạ? Việt Hương rất là hạnh phúc. Và lại một lần nữa tôi hãnh diện, tôi là người Việt Nam, tôi được ngồi ở đây và tôi ngồi trong một cái chương trình tôi tìm kiếm tài năng Việt Nam. Và hôm nay rất nhiều tài năng ở đây. Hồi nãy Việt Hương đứng đằng sau cánh gà để được bước ra đây mà tôi nói thật, đây là một cái cảm giác lần đầu tiên mới có, là mình không đi thi mà mình cũng hồi hộp. Và cái như hiện giờ là rất là tăng động rồi. Dạ, giả bộ và dịu dịu vậy thôi chứ gì, hiện giờ là sôi sục lắm rồi. Cảm ơn chị Việt Hương rất nhiều. Thế còn anh Huy Tuấn thì sao ạ? Tôi ở đây đã đến mùa thứ tư rồi, nhưng mà có vẻ như là càng ở với Got Talent lâu thì cái cảm giác hưng phấn lại càng tăng cao hơn. Nhất là trong năm nay khi mà chúng tôi đã tìm ra được rất là nhiều tài năng mà chúng tôi hoàn toàn có thể tự hào để giới thiệu với các quý vị khán giả.
rằng là đó là những tài năng mà chúng tôi đã tìm ra được trong năm nay. Cảm ơn anh Huy Tuấn rất nhiều. Và đêm nay là đêm thi cuối cùng rồi, cảm xúc của anh Trấn Thành như thế nào ạ? Thật sự ra mà nói thì đây là một cái niềm vinh dự cho Trấn Thành khi năm nay được lần đầu tiên tham gia Việt Nam Got Talent, để ngồi đây được theo dõi tất cả những tiết mục tuyệt vời trên sân khấu. Và cũng cảm ơn PHD đã tạo điều kiện cho Trấn Thành để có dịp được chứng kiến tận mắt những cái tài năng của Việt Nam. Và rõ ràng họ là những người còn rất trẻ, và cái điều quan trọng hơn hết là họ có thể áp dụng được những kỹ năng đặc biệt của mình ngay từ khi họ còn rất là trẻ tuổi. Và điều đó có một cái tín hiệu đáng mừng là Việt Nam chúng ta đang rất phát triển, giới trẻ chúng ta cực kỳ văn minh, và tôi tự hào là người Việt Nam. Cảm ơn anh Trấn Thành và ban giám khảo rất nhiều. Và chắc chắn rằng các tiết mục trong đêm nay sẽ không làm quý vị phải thất vọng đâu. Vậy là qua 2 đêm chung kết thì chúng ta đã được thưởng thức 16 tiết mục xuất sắc. Và ban giám khảo đã chọn ra được 3 tiết mục. Đó là Chàng trai với cây đàn nguyệt Trung Lương, Cậu bé Trọng Nhân và Nhóm nhảy đèn LED 218. Trước khi đến với các tiết mục ngày hôm nay, xin mời quý vị nghỉ giải lao trong ít phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tìm kiếm Tài năng Việt Nam, và đây là đêm gala trao giải của mùa thứ tư. Ngay bây giờ, trước khi đến với kết quả thì chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ một vị khách mời rất đặc biệt của chương trình, đó là một ca sĩ và nhạc sĩ rất tài năng. Xin được mời lên sân khấu Vũ Cát Tường. Sao đôi ta đến mọi thứ trong quang.
cảm ơn Vũ Cát Tường rất là nhiều. Và dưới Lâm Anh xin chúc bạn ngày càng nhận được sự yêu mến của khán giả. Xin cảm ơn nhóm bè Cadillac, ban nhạc Long Black và Vũ Đoàn Ô. Thưa quý vị, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ dưới Lâm Anh xin phép được công bố kết quả bình chọn trong đêm chung kết thứ hai. Nhưng trước khi gặp gỡ các thí sinh trong đêm chung kết thứ hai, dưới Lâm Anh xin mời ra sân khấu top 3 thí sinh xuất sắc nhất do ban giám khảo lựa chọn. Đó chính là Trọng Nhân, Trung Lương và nhóm 218. Trên sân khấu của chúng ta chính là ba nhóm thí sinh có là sự lựa chọn của ban giám khảo. Đây là ba nhóm thí sinh xuất sắc nhất. Và dưới Lâm Anh xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin mời các bạn lùi vào trong sân khấu để có thể chuẩn bị tốt cho phần biểu diễn của mình. Ngay bây giờ dưới Lâm Anh xin mời bước ra sân khấu 6 nhóm thí sinh của đêm chung kết thứ 2. Xin mời các bạn. Xin được giới thiệu nhóm Gió, Thi Kiều, Hà My, hai bé Như Minh Hà My, Phong Hải và Phúc Thịnh. Quý vị khán giả có thể cho họ một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Đầu tiên, dưới Lâm Anh xin phép được công bố kết quả bình chọn của đêm chung kết thứ hai. Nhưng trước khi công bố, dưới Lâm Anh xin mời cô bé Quỳnh Anh. Quỳnh Anh là thí sinh được nhận được sự bình chọn cao nhất từ phía khán giả trong đêm chung kết 1. Và tất cả các thí sinh ở đêm chung kết 2 phải vượt qua được Quỳnh Anh. Ngay bây giờ sẽ là kết quả của các bạn. Ảo thuật gia Phúc Thịnh với lượng bình chọn 2.02%. Thi Kiều 7.83%. Nhóm Gió 12.67%. Hai bé Như Minh Hà My 15.24%. Chúng ta còn lại Phong Hải và Hà My trên sân khấu. Diệp Lâm Anh sẽ công bố hai con số dành cho Hà My và Phong Hải. Đó là 17.32% và 20.26%. Và thí sinh có lượng bình chọn cao nhất trong đêm chung kết thứ hai, xin được chúc mừng bé Hà My. Và dưới Lâm Anh xin cảm ơn 5 nhóm thí sinh còn lại trong đêm chung kết 2 rất nhiều. Cảm ơn các bạn và hy vọng rằng các bạn luôn giữ được đam mê của mình. Bây giờ Quỳnh Anh hãy tiến gần lại với Hà My. Đây chính là hai thí sinh xuất sắc của chúng ta nhận được lượng bình chọn cao từ phía khán giả. Bé Quỳnh Anh đêm chung kết 1 và bé Hà My đêm chung kết 2. Thưa quý vị, Quỳnh Anh là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất của đêm chung kết 1 và Hà My là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất trong đêm chung kết 2. Tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ có một thí sinh tiếp tục trình diễn trong đêm nay. Dựa trên tổng số bình chọn của Quỳnh Anh và Hà My, dưới Lâm Anh xin phép được công bố tỷ lệ phần trăm của hai thí sinh này. Thí sinh có tỷ lệ phần trăm cao hơn cũng là thí sinh cuối cùng có mặt trong top 4 của chương trình Tìm kiếm Tài năng Việt Nam mùa thứ 4. Tỷ lệ phần trăm là 70.63 và 29.37. Và thí sinh có lượng bình chọn cao hơn từ phía khán giả. Xin được chúc mừng bé Quỳnh Anh. Như vậy Quỳnh Anh sẽ là thí sinh tiếp theo có mặt trong top 4. Cảm ơn Hà My rất nhiều, con đã làm rất là tốt. Và dưới Lâm Anh tin chắc rằng gia đình của bé Hà My rất tự hào về bé Hà My. Xin cảm ơn con rất nhiều. Thưa quý vị, trên sân khấu bây giờ là bé Hà My và Quỳnh Anh. Xin cảm ơn bé Hà My và xin mời con
vào phía trong của sân khấu. Xin mời ra sân khấu top 4 của chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam mùa thứ tư ạ. Xin mời Trung Lương, Trọng Nhân và nhóm 218. Thưa quý vị, ngay bây giờ Diệu Lâm Anh xin phép được công bố thứ tự trình diễn và cũng là mã số bình chọn của các thí sinh. Trọng Nhân với mã số 1, nhóm 218 với mã số 2, Trung Lương với mã số 3 và bé Quỳnh Anh với mã số 4. Ngay bây giờ quý vị có thể truy cập vào google.com.vn và bắt đầu bỏ phiếu cho top 4 thí sinh của chúng ta. Và cách bình chọn quen thuộc của chương trình đó là cầm ngay điện thoại di động của mình lên và soạn tin nhắn mã số thí sinh gửi về tổng đài 6370. Tuy nhiên mỗi một thí sinh chỉ có 15 phút từ khi tiết mục bắt đầu để có thể nhận được những tin nhắn bình chọn từ phía quý vị và các bạn. Ngay bây giờ, Diệu Lâm Anh xin mời quý vị và các bạn nghỉ ngơi trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với đêm gala trao giải của chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam mùa thứ tư. Và tiết mục đầu tiên trong đêm ngày hôm nay sẽ thuộc về Trọng Nhân. Con là Nguyễn Trọng Nhân, con là một trong ba thí sinh được ban giám khảo chọn vào thi đấu gala. Con đang rất là hào hứng để biểu diễn trong đêm nay. Từ khi tham gia chương trình thì con tập thì con không bao giờ thấy mỏi tay hết, mà con chỉ thấy sốc về con được tập nhiều bài mới. Là một người bố cũng là một người đồng hành với con trong những trận thi trước thì được ban giám khảo và mọi người khen ngợi và chúc mừng thì tôi cũng rất là vui và rất là hạnh phúc, cảm thấy tự hào về con của mình. Mấy lần trước thì con hay đánh trống, con không biết mọi người vỗ tay cho con, nhưng mà lúc đánh xong thì con thấy mọi người vỗ tay cho con rất là nhiều và con thấy rất là đã. Cả hai anh em mình thì đều có niềm đam mê âm nhạc ngay từ nhỏ. Ngay cả mình là một sinh viên của trường âm nhạc, khi thấy em trai mới 9 tuổi mà đã được một thành công như vậy thì mình rất hạnh diện với em trai mình, thật sự là rất là hạnh diện. Hôm nay con sẽ làm sân khấu bùng cháy hơn nữa và con muốn là mọi người sẽ nhớ con là một tay trống lâu năm.
mừng phần biểu diễn cực kỳ thành công của Trọng Nhân. Xin cảm ơn ban nhạc Long Black và nhóm bè Cadillac. Trọng Nhân ơi, con đáng yêu quá. Con có thấy khán giả cổ vũ cho con không? Mọi người có thể hét to lên được không ạ? Trọng Nhân, Trọng Nhân, Trọng Nhân. Và Diệu Lâm Anh cảm thấy rằng là ban giám khảo của chúng ta cũng rất là bất ngờ bởi vì Trọng Nhân hôm nay có thể hát hay đến như thế, đúng không chị Việt Hương? Con không phải là đi thi. Đây là một tiết mục được dàn dựng cho một cái người nghệ sĩ nhỏ tuổi và có thể đem ra thi đấu ở đấu trường quốc tế. Con không có một thần thái của một người đi thi. Con rất tự tin từ lúc giới thiệu con bước ra. Con diễn xong con đi tới cái cô Diệp Lâm Anh với một thần thái rất là nghệ sĩ. Và tôi nghĩ đây là nghệ sĩ đồng nghiệp với tôi. Cảm ơn Trọng Nhân đã mở màn chương trình ngày hôm nay cho Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam. Xin cảm ơn chị Việt Hương rất nhiều. Còn anh Huy Tuấn thì sao ạ? Nói gì nữa nhỉ? Bây giờ chỉ muốn chạy lên đá cho một cái vào mông. Hay phát ghét. Chú nghĩ là hôm nay ấy, chú có đội một cái mũ. Và chú phải làm cái động tác này, ngả mũ trước cái tiết mục đó. Chú nghĩ là cháu bây giờ là tài sản quốc gia rồi. Bây giờ trách nhiệm là của xã hội, trách nhiệm là của gia đình và trách nhiệm của chú, của các đồng nghiệp chú sẽ phải đồng hành với cháu đi đến tận cuối con đường sự nghiệp của cháu để làm sao mà cháu khi lớn lên cũng sẽ mang tất cả những gì tài năng nhất của đất nước này đi thi đấu với bạn bè quốc tế như cách mà cô Việt Hương mong muốn. Chú không còn dự lời gì để nói. Chúc mừng cháu. Cảm ơn anh Huy Tuấn. Và dự lời anh biết rằng anh Trấn Thành rất nhiều lời muốn nói với Trọng Nhân. Thật ra nghẹn lời luôn hết nói. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi theo dõi một tiết mục tôi đứng tôi la từ đầu tới đuôi mà tôi không thấy được mặt của người biểu diễn luôn. Nó cao không qua cái trống mà nó đánh cái gì trời. Mà nó đánh như đúng rồi. Không hề một chút lo lắng. Bình thường bao nhiêu ngày đánh trống thôi, bữa nay còn bày đặt hát rock nữa, thấy ghét không? Mà hát đúng nhịp, đúng cao độ, mà gằn giọng không thua một rocker đình đám nào trên thế giới. Con trai ơi, cái tầm của con bây giờ không còn là tìm kiếm tài năng Việt Nam. Con là phải thi cuộc thi tìm kiếm tài năng của hành tinh này. Thật sự mà nói luôn, đây là cái tiết mục trống và tự đệm, tự hát tuyệt vời nhất mà chú Thành đã từng thấy trong cuộc đời của mình. Và con đối với chú Thành, đối riêng với chú Thành thì con là thiên hạ đệ nhất trống. Thật sự là vậy. Xin cảm ơn anh Trấn Thành và ý kiến từ ban giám khảo. Quý vị còn chần chừ gì nữa, hãy cầm ngay điện thoại lên và soạn tin nhắn 1 gửi về tổng đài 6370 hoặc truy cập ngay vào google.com.vn để có thể bỏ phiếu cho Trọng Nhân. Trọng Nhân có trở thành quán quân của Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam được hay không? Một phần là do quý vị khán giả, hãy giúp Trọng Nhân có thể trở thành quán quân của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam mùa thứ tư này. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với tiết mục thứ hai trong đêm nay thuộc về nhóm 218. Và Diệu Lâm Anh rất thích một câu của các bạn và lần này Diệu Lâm Anh đều phải nhắc lại, đó là chỉ có bóng tối mới làm chúng tôi tỏa sáng. Xin mời 218. Đêm trước khi mà ban giám khảo phân vân giữa nhóm mình và nhóm gió thì lúc đó nhóm mình có cảm giác rất là hồi hộp, mong chờ và hy vọng là nhóm sẽ đậu. Nhưng mà khi mà anh Trấn Thành hô lên nhóm 218 thì cảm giác lúc đó rất là vui mừng, giống như là muốn vỡ òa và nhóm ai cũng xúc động, muốn khóc luôn ạ. Trong cuộc thi lần này thì mọi người nhìn vào có thể thấy nhóm mình nhận được rất là nhiều lời khen và vào vòng trong có vẻ rất là trơn tru, nhưng mà mọi người sẽ không biết được trong cái quá trình luyện tập bọn mình đã gặp rất là nhiều khó khăn. Mình nghĩ là cái kết quả này là thực sự xứng đáng với nhóm mình. Những nỗ lực của nhóm mình
từ vòng loại, vòng bán kết cho đến vòng chung kết, nhận được rất là nhiều lời khen. Từ đó nó tạo cho nhóm mình sự tự tin và đặc biệt là sự ủng hộ từ phía gia đình. Nó như là ngọn lửa truyền đam mê cũng như nhiệt huyết, và nó tạo động lực cho nhóm mình phải nỗ lực thật nhiều để cho đêm thi quyết định này. Nhóm mình là một thành viên trong nhóm 218. Khi ngay từ đầu cháu đã tham gia nhóm này thì gia đình không hề ủng hộ, vì cháu hay đi về khuya. Khi cháu tham gia cuộc thi này thì gia đình thấy cháu và nhóm thực sự đầu tư nghiêm túc trên con đường nghệ thuật, thì gia đình rất là ủng hộ và gia đình rất là tự hào về cháu. Còn về gia đình mình thì luôn ủng hộ em trai từ những ngày đầu bước chân vào 218 theo đuổi đam mê, thì đêm nay chúc các em sẽ tỏa sáng và đốt cháy sân khấu. Đêm nay nhóm 218 sẽ đột phá, bùng nổ, tỏa sáng, quyết tâm. Chính là 218. Xin chúc mừng các bạn với màn biểu diễn quá tuyệt vời vừa rồi ạ. Phải nói rằng hôm nay 218 đã thực sự tỏa sáng trên sân khấu này. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo. Xin mời anh Trấn Thành ạ.
tụi em rất là thông minh, phải nói là như thế. Tụi em làm ma thuật với ánh sáng, tụi em là những tay phù thủy, biến hóa một cách rất là chi ly. Và thật sự ra tụi em để ý từng cái tiểu tiết một. Và ngày hôm nay tụi em chọn một cái chủ đề cực kỳ lớn, nghe không? Một người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất và những con người mà ai đại diện cho nhân loại là người Việt Nam của chúng ta chống lại người ngoài hành tinh. Rất là tự hào. Chưa bao giờ tôi xem một tiết mục nhảy múa bằng ánh sáng mà tôi cảm thấy là tôi tự hào như thế. Vì tôi cảm thấy mình cũng là người Việt Nam. Mình cảm thấy mình yêu nước vô cùng. Khi mà đấy, những cái thế lực đen họ đến là chúng ta sẵn sàng đứng lên. Và rõ ràng là các bạn đã làm cho tôi cảm thấy một cái chủ đề cực kỳ hay, rất là đẹp mắt. Và các bạn xử lý thông minh từng cái chi tiết ánh sáng một, và phải cực kỳ khó để các bạn có thể điều khiển nó theo ý muốn của mình mà không có sai một ly như vậy. Tôi chỉ hơi tiếc cái đoạn cuối là nó hơi cái ao nó không có một cái cú khích để làm sao cho mọi người có thể đứng dậy vỡ òa vỗ tay bùng cùng các bạn thôi. Hơi uổng chỗ đó. Hôm nay 218 lần đầu tiên bước ra ánh sáng. Nên cái ánh sáng nó chưa có đã cái đoạn cuối thôi, chứ còn ngoài ra là từ đầu tới đuôi là đối với tôi là hoàn toàn vi diệu. Thật sự là như thế. Cảm ơn các bạn. Anh ơi, vì hồi nãy là đốt cái pháo chân, mà tôi nghĩ là hai pháo hai chân, nhưng mà bị cái ánh sáng pháo sáng lên là cũng làm phá hiệu ứng của cái đèn của em. Cái đèn áo của em khi treo lên, cái người Việt Nam đòi cái nón lá treo lên mọc luôn hai cái cánh ra luôn đó. Là hai giống như hai ghép một vậy đó. Đúng không ạ? Thì khi hai ghép một, cái đèn của cái chân ánh sáng pháo nó sẽ phá hình ảnh của mình. Mà mình không biết được cái hiệu ứng khi treo lên mà đốt đèn và tắt đèn nó sẽ như thế nào. Đốt đèn pháo. Nhưng đây là một ý tưởng dàn dựng sân khấu cực kỳ tốt với hai thế lực hai bên, hai màu sắc đối lập với nhau. Đây là một tiết mục để cho tôi cảm thấy có sự đấu với nhau ha, của một cái nhóm múa là 218. Bạn lại đem tới một tiết mục để đi trình diễn, để đi thi đấu. Và hôm nay bạn đem đến tiết mục này thi đấu là một trong những đáng gờm trong đêm hôm nay. Chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn chị Việt Hương. Và Diệu Lâm, anh muốn nghe ý kiến từ anh Huy Tuấn. Tôi nghĩ là tôi khá là thuyết phục với cái thời gian trong vòng một tuần mà các bạn cũng đã kịp ra được một cái ý tưởng khá là tròn trịa. Tôi thích cái sự tương phản ở trong cái câu chuyện của các bạn kể. Và các bạn cũng rất là thông minh khi kết hợp tất cả những cái tiết mục mà các bạn đã từng thi thành công ở những vòng ngoài vào thành một cái tiết mục trình diễn trong đêm gala. Và tôi nghĩ đấy là một cách lựa chọn cực kỳ khôn khéo, bởi vì trong vòng một tuần thì các bạn không thể nghĩ được cái gì khác hơn là phải trộn lẫn tất cả những thứ đấy vào với nhau để có một tiết mục mới. Vì thế mà nó lại càng khó khăn hơn cho các bạn rất là nhiều để dàn dựng một cái tiết mục như ngày hôm nay. Và tôi vẫn rất là thán phục các bạn. Chúc mừng các bạn. Xin được cảm ơn anh Huy Tuấn và ý kiến của ban giám khảo. Quý vị khán giả có thể cho nhóm 218 một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Và chúng ta chỉ còn vài phút để nhắn tin bình chọn cho nhóm 218 thôi. Quý vị và các bạn hãy soạn tin 2 gửi về tổng đài 6370 hoặc truy cập ngay vào google.com.vn để bỏ phiếu cho nhóm 218 nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với một chàng trai vô cùng gợi cảm với cây đàn nguyệt. Trung Lương khi đến với Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam thì bạn ấy có chia sẻ rằng là bạn ấy muốn sử dụng đàn nguyệt để thể hiện những ca khúc nước ngoài. Và chính vì thế cho nên bạn ấy mong muốn cây đàn nguyệt sẽ được các bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn. Và ước mơ này của Trung Lương ngày càng tiến gần đến đích. Vì hôm nay Trung Lương nằm trong top 4 xuất sắc của chương trình. Và ngay bây giờ sân khấu sẽ nhường lại cho Trung Lương. Trước khi tham gia chương trình thì mình là Trung Lương, nhưng khi mình đến với chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam, mọi người có đặt cho mình một biệt danh là Trung Lương Đàn Nguyệt thì mình cảm thấy rất là thích. Mình thích bởi vì là nó gắn liền giữa tên mình và tên nhạc cụ mà mình rất là đam mê. Có một đợt tôi với cả có ông bạn thì chơi thấy cháu thập thò và nghe đó. Thì bảo có thích ra đánh thì cháu ra đánh bằng. Mà lúc ý tôi thấy cháu có một cái tự tin mà có năng khiếu gì đấy. Đến bây giờ tôi quá tự hào mà ra đến dân đi đâu mọi người cũng mừng cho tôi. Mà tao được người con thấy thích quá. Ở nhà thì em nói là em sẽ khép kín ạ. Hôm mà em đánh vòng chung kết 2 đấy ạ, thấy em là thay đổi hẳn luôn, mà thấy rất nhiều nụ cười trên môi em.
Tôi thường xuyên nghe cái tiếng đàn Nguyệt của em Trung Lương bởi vì cái cửa sổ phòng của nhà tôi ấy, bên cạnh cái phòng của em Trung Lương và là người hàng xóm. Tôi cảm nhận với em là người rất là trầm tính, là người sống nội tâm. Nó khác hẳn so với những gì em thể hiện trên sân khấu. Từ trước giờ các tiết mục của mình thì mình luôn mong muốn làm hài lòng mọi người. Và khi đến với vòng cuối cùng này thì mình xin dành tặng tiết mục này cho gia đình của mình, những người luôn sát cánh bên mình và mình sẽ khiến cho gia đình tự hào. Trung Lương bình tĩnh, tự tin, cố gắng chiến thắng, cả nhà luôn lên con. Vâng ạ, và trước khi đến với tiết mục của Trung Lương thì em xin được hỏi anh Huy Tuấn một câu. Không biết là lúc ở tuần trước thì anh rất là phân vân giữa Trung Lương và Thi Kiều, không biết rằng hôm nay anh mong chờ gì ở tiết mục này ạ? Tôi nghĩ là thực sự thì bản thân tôi rất là hồi hộp, bởi vì tôi không biết là bạn ấy trong vòng một tuần bạn có thể chuẩn bị được những cái gì. Bởi vì thường chúng tôi chuẩn bị cho một bài hát, một tiết mục nó mất cả tháng. Và nhất lại là vào một cái đêm thi chung kết quan trọng như thế này thì bản thân tôi cũng đang rất là chờ đợi và hồi hộp xem là bạn ấy sẽ còn giấu được những cái khả năng gì mà tiềm ẩn ở trong bạn ấy. Và tôi hy vọng nó vẫn sẽ là một tiết mục bùng nổ như hai tiết mục trước của bạn ấy ở trong Got Talent. Cảm ơn anh Huy Tuấn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ được gặp gỡ Trung Lương. Thank you.
Trung Lương tiến gần lại với Diệp Lâm Anh được không ạ? Phải nói là Diệp Lâm Anh rất là thích Trung Lương, không biết vì sao mà thấy cái cách Trung Lương chơi nhạc là rất là say mê và còn cái vẻ gì đấy rất là ngây thơ, đúng không anh Trấn Thành? Bạn một chàng trai bồng bột bạn ạ. Tôi nghĩ ai yêu bạn chắc sở hữu bạn dễ dàng lắm. Tại vì bạn chân thành lắm, bạn đáng yêu lắm. Bạn biết không, bạn cầm cây đàn ở đứng trên kia bạn như một kỵ sĩ á. Hôm nay với cái chiếc áo bạn thiết kế cực kỳ đẹp, nó như một kỵ sĩ. Và thay vì người ta chiến đấu bằng gươm dao thì bạn chiến đấu bằng cây đàn nguyệt này. Và rõ ràng bạn là một chiến binh rất là nặng ký cho những đấu sĩ còn lại ha. Và tôi chỉ hơi tiếc là ngày hôm nay cái bài của bạn lựa chọn á, cái giai điệu, cái melody của nó đó, nó không có đẹp lắm để cho mọi người có thể nghe mà thuộc nhanh và phê theo, có để mà đứng dậy vỗ tay cùng với bạn. Tôi chỉ tiếc cái điều đó thôi. Chứ nói về kỹ thuật thì thật sự hôm nay cái tay bạn nó như con nhện bò trên cái phím đàn á. Tôi thấy những cái nốt mà bạn luyến ở những cái đoạn cuối, bạn dùng kỹ thuật phải nói là thật sự là rất là đáng nể so với một cái người mà sử dụng một cái đàn nguyệt như thế. Và hôm nay thì vẫn tốt, vẫn hay, vẫn đẹp trai, chỉ thiếu bùng nổ thôi. Thật sự là như vậy. Cảm ơn bạn. Cảm ơn anh Trấn Thành. Và giờ mình muốn nghe ý kiến từ anh Huy Tuấn ạ. Đúng là trong vòng một tuần bạn thực sự là đã không có được cái lợi thế của những cái thí sinh của hai tuần trước. Bạn có một tuần nó quá ít để bạn có thể có được những tiết mục mà nó vượt qua được hai cái vòng trước của bạn. Bạn đã chọn những cái bài hát cực kỳ phù hợp với cái đàn nguyệt, với những cái kỹ thuật của mình, với những kỹ năng của mình đã có. Nhất là tôi hôm nay cảm thấy rất là thiếu cái kỹ thuật vê đàn của bạn. Nó rất là gọi là gì, nó ám ảnh và nó hấp dẫn. Thì hôm nay bạn dùng nó hơi bị ít, mãi đến cuối bạn dùng nó gọi là lướt qua một chút thôi, chứ nó không thực sự đi sâu vào những cái kỹ thuật đấy. Những cái kỹ thuật đấy có thể là nó không là gì đối với những người chơi nhạc chuyên nghiệp, nhưng mà tôi nghĩ đối với khán giả thì người ta sẽ nhìn thấy rõ hơn cái sự điêu luyện cũng như là cái sự thăng hoa của mình ở trên sân khấu, thì nó hiệu quả sân khấu nhiều hơn, thì cái đấy tôi chưa nhìn thấy. Tuy nhiên thì tôi vẫn rất là thích cái tư duy, cái cách, cái thẩm mỹ âm nhạc của bạn. Và tôi vẫn giữ quan điểm rằng là bạn nên sản xuất một đĩa single ngay lập tức khi ra khỏi chương trình này. Mà nếu không thì nếu bạn muốn thì tôi cũng có thể giúp bạn làm nhà sản xuất cho cái single đấy của bạn. Xin cảm ơn anh Huy Tuấn và xin mời chị Việt Hương ạ. Hôm nay thì Việt Hương rất cảm ơn BHD đã phối hợp và dàn dựng bằng cách nào mà hồi nãy thì bé Trọng Nhân á, tôi thấy giống như là bọc trong những cái nghệ thuật ha, tất cả là những khói màu các bạn đánh để cho bé Trọng Nhân giống như là được nâng đi, các cô chú trong đây để nâng cái bàn tay nghệ thuật rất đẹp bọc bé. Còn đến khi Trung Lương á, bạn xuất hiện như ông Bụt ấy, nhưng mà trong tầm thức của mọi người ông Bụt xuất hiện xuống là phải màu trắng, đúng không ạ? Bạn đang dùng nhạc dân tộc và bạn xuất hiện với bộ đồ màu đen, bạn mượn xưa bạn để nay, bạn dùng nhạc dân tộc, bạn đánh một bài nước ngoài. Và tôi nghĩ nếu đưa bạn đi thi ra ngoài quốc tế, bạn hãnh diện là người Việt Nam cầm cái đàn nguyệt, bạn đánh như thế, người ta vừa cảm, vừa hiểu và vừa nể nữa. Tôi vẫn bị bạn thuyết phục. Bạn sang chảnh như một ông Bụt thời nay, đẹp đẽ, hiệu ứng tốt. Và quan trọng là bạn biết không, càng ngày bạn thấm được cái nói của Trấn Thành á. Hôm nay bạn diễn á, dễ thương lắm. Cái mặt hợp vô nhạc rồi, biết cười. Khi bạn bước xuống đây, bạn đi gần với chúng tôi, bạn cười. Trời ơi, tôi cảm được bạn, tôi thích quá. Ước gì được hung bạn. Kiềm chế, đề nghị giám khảo kiềm chế lại. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ý kiến từ ban giám khảo. Và Diệp Lâm Anh cũng rất là mong muốn tất cả quý vị khán giả hãy nhắn tin bình chọn cho Trung Lương với mã số 3 gửi về tổng đài 6370, cũng như là truy cập vào google.com.vn để có thể bình chọn cho Trung Lương nhé. Nếu mà Diệp Lâm Anh bây giờ mà có điện thoại di động trên tay thì Diệp Lâm Anh sẽ nhắn tin ngay cho Trung Lương, bởi vì Diệp Lâm Anh rất là mê nụ cười của bạn này, không hiểu sao. Và chúc Trung Lương sẽ may mắn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cô bé mà nhận được sự bình chọn cao nhất từ phía khán giả trong hai tuần chung kết. Và ban giám khảo đã nhận xét về cô bé này là con 12 tuổi mà nghe con hát cứ như 32 với 42 tuổi ấy.
Và ngay bây giờ chúng ta sẽ được gặp gỡ bé Quỳnh Anh. Trước khi mà biết được kết quả thì ngày nào con cũng nói trong lòng giống như kiểu là ước gì mình có thể vào được vòng gala. Và bây giờ điều ước của con đã trở thành hiện thực, con cảm thấy rất là vui ạ. Đây cũng là một khởi đầu thuận lợi cho ước mơ trở thành ca sĩ của con. Tối hôm nay con sẽ trình diễn một ca khúc opera. Đây là thể loại mà con chưa từng mang lên sân khấu của chương trình một lần nào. Ngoài sự giúp đỡ của cô giáo con thì con cũng đã tra tấn thính giác mẹ. Và có lúc sai thì mẹ cũng sửa cho con. Con cảm thấy rất là vui vì được sự giúp đỡ từ mẹ và cô trong cuộc thi này ạ. Con đã vượt qua hàng ngàn thí sinh và lọt vào top 4 của chương trình. Con rất vui và tự tin hơn với khả năng ca hát của mình. Tự tin hơn để đến với ước mơ trở thành ca sĩ. Con sẽ quyết tâm để hát thật hay, để không làm thất vọng tất cả những người đã ủng hộ và bình chọn cho con. Quỳnh Anh ơi, tối nay con cố gắng hát hay nha con. Mẹ yêu con nhiều lắm. Sài Gòn Pop Orchestra. Quỳnh Anh ơi, hôm nay con hát hay quá. Giờ Lâm Anh cảm thấy muốn tan chảy với giọng ca của Quỳnh Anh. Không biết là chị Vy Đương có cảm nhận giống như Giờ Lâm Anh không ạ? Trôi đi chứ sao tan chảy hả? Dòng sông xanh phải không con? Con như một cô tiên á,
xuất hiện trên cái dòng sông này trôi đi thật là nhẹ nhàng. Mà con biết không, khi mà có một cái gợn sóng nhẹ nhàng, đó là khi giọng con đưa lên cao, nghe nhẹ nhàng và thanh thoát. Một lần nữa, cô lại được xem một bé 32 tuổi. Đối với cô, cái giọng của con già lắm, chắc lắm. Và chú Trấn Thành đưa con lên tới 42. Và mong là ngày hôm nay sau bài hát này, cô đã từng được nghe cô Thái Thanh ca, ca sĩ Ngọc Hạ ca. Và hôm nay con muốn đưa con lên 52 tuổi luôn. Già chắc hay, chịu quá đi. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn chị Việt Hương rất nhiều. Và xin mời anh Huy Tuấn ạ. Chú nghĩ là chọn một cái bài hát như thế này trong một đêm chung kết, chú nghĩ đấy là một cái sự mạo hiểm rất lớn của cháu. Bởi vì đây là một bài hát hoàn toàn không đơn giản để trình diễn. Nó vừa phải pha giữa giọng thật, giọng giả và nó nhảy quãng rất là nhanh. Thành ra là mình phải có một cái kỹ thuật rất là điêu luyện thì mới có thể làm tốt được và làm chủ được cái bài hát đấy. Cháu đã làm tốt được, nhưng ở một vài chỗ chú nghĩ rằng là nó vẫn còn, nhất là cái phần trầm của cháu nó cũng còn hơi mờ một chút. Đó là cũng là cái phần khó nhất của cái bài hát này, khi mà mình đang chuyển giọng giả thanh rồi là nhảy xuống cái quãng trầm phía dưới. Thì cái đó chú nghĩ rằng với thời gian thì chú tin chắc chắn là cháu sẽ còn trình diễn bài này nó gọi là hoàn hảo hơn rất là nhiều nếu cháu có thêm được nhiều thời gian để luyện tập nó. Cháu cảm ơn chú ạ. Cảm ơn anh Huy Tuấn. Xin mời anh Trấn Thành ạ. Thực sự ra với bài này, cái bài gốc của nó là The Blue Danube, là bài dòng sông Danube. Thì khi chúng ta viết lại, chúng ta lấy tên là dòng sông xanh. Thì đối với chú Thành thấy là cái bài này nó là một trong những cái bài gọi là bài đỉnh cao. Mỗi một khi mà người ta đi thi, người ta muốn trưng trổ hết tất cả những cái khả năng về thanh nhạc, nhất là đối với bộ môn opera, thì người ta sẽ thường lựa bài này. Thì ngày hôm nay với cái độ tuổi con dám lựa bài này để hát trong đêm chung kết, đối với chú Thành đúng là một sự gan dạ. Bởi vì con đang làm một cái chuyện giống như con đang tập thể hình với thanh quản của mình. Rất là khó khăn. Chú Thành nghĩ là mạo hiểm đó, liều lĩnh đó, nhưng mà nó vẫn hay. Có nghĩa là nghe nó vẫn dễ chịu. Nhưng mà nếu mà để mà so con với là những cái phiên bản mà tuyệt vời mà chú Thành đã nghe, thì con vẫn còn cái sự non nớt của mình ha. Là tại vì những cái phòng mà staccato con đẩy nó chưa có. Nếu mà những cái người mà gọi là già làng á, là họ đẩy mấy cái đó đã lắm đó. Rồi những cái đoạn cao, những cái câu kéo, giọng ốc của con thì rất là tốt, nhưng mà nó cũng chưa có đủ. Nó chỉ đủ cao độ chứ nó chưa đủ trường độ. Và cái cường độ là cái độ dài với cái độ mạnh thì con không có bằng. Nhưng cái độ cao thì con là có rồi. Thì đối với chú Thành nghĩ như thế này, với con cái độ tuổi như thế này, lựa chọn một cái nghệ thuật rất là sang trọng để có thể đi một cái chặng đường dài, đối với chú Thành đó là một cái sự tự hào. Bởi vì con, cái ý thức về thẩm mỹ của con rất là cao. Và chú Thành chúc cho con sẽ thực sự thành công. Với chú Thành, con ngày hôm nay như một cô tiên, con rất đẹp và con rất là sang trọng. Con cảm ơn chú ạ. Cảm ơn anh Trấn Thành và những nhận xét từ ban giám khảo. Quý vị ơi, chúng ta chỉ còn một vài phút nữa để nhắn tin bình chọn cho bé Quỳnh Anh thôi. Hãy nhanh tay soạn 4 gửi về tổng đài 6370 hoặc truy cập vào google.com.vn để bỏ phiếu cho bé Quỳnh Anh nhé. Và trước khi chúng ta biết được ai sẽ trở thành quán quân của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam mùa thứ tư, xin mời quý vị nghỉ trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Xin được chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với đêm gala trao giải của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam mùa thứ tư. Và để chúng tôi có thêm thời gian để tổng kết kết quả, xin lỗi, thì Diệp Lâm Anh xin mời quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ một nhóm nhạc có niềm đam mê rất lớn đối với âm nhạc, nhạc cụ dân tộc. Đó chính là nhóm Bốn Chị Em.
vui tươi hồn nhiên tự như đóa sen hồng. Cho anh đây bao ngày thương nhớ, để bao nhiêu đêm lại nằm mơ trong cơn mơ anh từ lâu đã nói yêu người. Em vẫn tha thiết bên cây đàn, ngân nga kêu lên những ngọn đèn. Em như bông hoa giữa đông lạnh, để anh từng thêm trông nhớ. Bóng dáng anh nhớ mãi bao lời đã khiến sao xuyên trái tim này. Em đã cho anh nay hao gầy chỉ vì từng đêm mong nhớ. Tiếng đàn của ai lá vẫn trôi theo bao làn gió gửi đến em như tia nắng sớm mai này. Cô gái trong đôi chiếc nón lá dịu dàng xinh đẹp tảo dài thướt tha bên em, anh chỉ thấy một màu hoa sữa nồng nàn tỏa ngát hương say đắm. Anh biết mình đã yêu tiếng đàn, anh biết mình đã yêu mất nàng, chỉ cần có em cuộc sống như mơ tình yêu của anh mãi ngập tràn. Đến bên anh thật nhẹ nhàng, cất tiếng đàn lên đừng vội vã, cùng nhau ngân nga những nốt giai điệu này anh chỉ biết riêng cho nàng. Yeah. Ngần ngơ hòa mình vào trong tiếng đàn, bao câu ca anh dành cho mỗi riêng em mà lại gần đây. Xin mời các bạn có thể tiến gần lại với Diệp Lâm Anh được không? Và đây cũng là một ca khúc do chính Bá Hưng sáng tác, ca khúc mang tên Cô Gái Kéo Nhị. Đây các bạn đứng lại gần đây, cho Diệp Lâm Anh hỏi mấy câu nhé. Không biết là khi quay trở lại với sân khấu Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam thì bây giờ cảm xúc của các bạn như thế nào? Dạ nhóm cảm thấy giống như là đã quay trở lại ngôi nhà thứ hai của mình rồi ạ. Cảm giác rất là quen thuộc và vui, phấn khích và ấm áp nữa ạ. Sắp tới thì các bạn có dự án gì không? Dạ sắp tới vào ngày quốc tế thiếu nhi, nhóm bốn chị em sẽ ra ca khúc đầu tay do em sáng tác ạ. Do bà Hưng sáng tác luôn đúng không? Vâng ạ. Ca khúc được mang tên Thôi Bí Mật Đi. Hiện tại thì nhóm cũng tập trung khá nhiều vào việc ra mắt những sản phẩm đầu tay sau khi rời khỏi chương trình Việt Nam Got Talent. Và ca khúc này thì bà Hưng đã sáng tác lâu chưa? Dạ cũng khoảng từ năm ngoái ạ, là bọn em đã mất khoảng gần một năm để chuẩn bị ạ. Và sau khi mà mình thành công ở chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam mình đi ra thì có gì thay đổi với nhóm của mình không? Dạ cũng không có gì nhiều lắm, tụi em vẫn phải đi học mà xong rồi thì quá trời luôn. Cũng không có đi diễn được nhiều ạ. Nhưng ngày hôm nay chị thấy là các em lên trên sân khấu của Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam các em rất là tươi, rất là dễ thương. Và đây là một nhóm rất là tài năng.
các bạn vừa hát được mà bà Hương lại còn có thể sáng tác được nữa. Và Việt Lâm Anh xin chúc cho nhóm 4 chị em sẽ ngày càng thành công hơn. Và chúc cho ngày 1 tháng 6 thì mình ra mắt sản phẩm sẽ được sự đón nhận của tất cả khán giả. Dạ, xin cảm ơn các em rất nhiều. Xin cảm ơn các em rất nhiều. Và trước khi đến với kết quả trong đêm ngày hôm nay, Việt Lâm Anh xin mời quý vị và các bạn sẽ đến với một chàng trai rất là đẹp trai. Đó chính là Trọng Hiếu. Việt Nam's Got Talent. Nghe trong lòng như con quay từng lời ngọt ngào mê say. Em cho hồn tôi mộng mơ dại khờ mà người đâu hay. Chắc em là thiên thần ngỡ từ đâu rơi xuống. Giờ đây chẳng thể nào nghĩ suy lòng ngập tràn bóng hình em. Yeah, đừng vội đi, hãy đến bên anh này để cho anh được nhìn nhau ngắm nhìn em, được làm quen, nói với em bao điều rằng trái tim anh bây giờ chỉ còn mỗi người thôi. Từ lâu anh luôn mong giấc mơ một tình yêu sẽ mang cho anh niềm hạnh phúc. Yeah, và giờ đây anh đã tìm thấy em, vậy hãy cho anh một cơ hội để anh được đến bên em. Up closer to you, all that I wanna do. Hey! Con tim nhìn trao về em từng lời ngọt ngào yêu thương. Sao em hờ hững không đáp lại để lòng này vẫn vương. Chắc em còn nghi ngờ những điều anh đã nói. Vậy nên để anh được chứng minh lòng này chẳng dối được đâu. Yeah, đừng vội đi, hãy đến bên anh này để cho anh được nhìn ngắm nhìn em, được làm quen, nói với em bao điều rằng trái tim anh bây giờ chỉ còn mỗi người thôi. Từ lâu anh luôn mơ một giấc mơ, một tình yêu sẽ mang cho anh niềm hạnh phúc. Yeah, và giờ đây anh đã tìm thấy em, vậy hãy cho anh một cơ hội để anh được đến bên em. Once I closer to you, tell you my love is true. What? Once I closer to you, all I wanna do. What? Once I closer to you, say one, two, three, come on. Once I closer to you, all I wanna do. Say it. Tell you my love is true. Come on. Once I closer to you, all I wanna do. Once I closer to you, tell you my love is true. Thank you. Xin chúc Hiếu sẽ ngày càng thành công trên con đường nghệ thuật mà Hiếu đã lựa chọn. Cảm ơn Hiếu rất nhiều. Thank you. Thưa quý vị, giờ phút này đây chúng tôi đã tìm ra được quán quân của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam mùa thứ tư. Và chúng tôi sẽ xin được thông báo sau ít phút nữa. Xin quý vị hãy nghỉ giải lao. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang được gặp nhau ở những giây phút cuối cùng của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam mùa thứ tư. Và chỉ ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ biết được ai sẽ trở thành quán quân của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam mùa này. Và ngay bây giờ, Diệp Lâm Anh xin mời quý vị và các bạn sẽ đến với một tiết mục kết hợp vô cùng độc đáo của các thí sinh của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam năm nay. Thank you.
giả hãy cho một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cổ vũ cho tiết mục kết hợp độc đáo này đi ạ. Và xin cảm ơn sự hỗ trợ của ban nhạc Long Black. Đây là những thí sinh rất xuất sắc của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam năm nay ạ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và Diệp Lâm Anh xin mời Trọng Nhân cũng như là Trung Lương ở lại sân khấu. Và ngay bây giờ Diệp Lâm Anh xin mời sự trở lại sân khấu của nhóm 218 và bé Quỳnh Anh. Cảm ơn Phong Hải. Xin mời nhóm 218 và bé Quỳnh Anh ạ. Trung Nhân và Trọng Lương đứng gần vào nhau, đứng xích vào nhau. Dạ. Bây giờ chúng ta, hiện tại trên sân khấu của chúng ta có hai nhóm thí sinh. Một nhóm có lượng bình chọn cao hơn và một nhóm có lượng bình chọn thấp hơn. Nhóm đầu tiên là nhóm 218 và bé Quỳnh Anh. Nhóm thứ hai là Trung Lương và Trọng Nhân. Và nhóm có lượng bình chọn thấp hơn có lượt bình chọn là 2,73% và 23,86%. Và lượng bình chọn thấp hơn thuộc về nhóm 218 và bé Quỳnh Anh. Xin được cảm ơn nhóm 218 và bé Quỳnh Anh. Các bạn đã làm rất tốt trên sân khấu của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam. Như vậy là chúng ta đã có hai thí sinh xuất sắc nhất trong đêm ngày hôm nay. Đó chính là Trung Lương và Trọng Nhân. Ai trong số họ sẽ trở thành quán quân sở hữu giải thưởng 500 triệu đồng của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam? Và Diệp Lâm Anh xin được công bố số lượng bình chọn. Một người có số lượng bình chọn là 28,15%. Người còn lại là 45,26%. Chị Việt Hương ơi, bây giờ em có thể biết cảm xúc của chị bây giờ như nào được không ạ? Thật từ là đêm nay tôi nghĩ là bốn bạn đều xuất sắc hết cả. Bốn bạn đều là tài năng. Tôi chỉ coi bốn bạn đêm nay có bạn nào bị sơ suất cái gì hay không. Thì đó là lỗi do các bạn thôi. Trong đêm nay các bạn rung quá, các bạn áp lực thôi. Nhưng mà tôi nghĩ bốn bạn đều là tài năng hết rồi. Và bây giờ hiện hữu trước mặt tôi là hai nhạc công đấu với nhau. Một nhỏ, một hơi hơi lớn chứ không phải lớn nữa. Và hai bạn, người nào vào, người đó cũng xứng đáng hết. Nhưng trong lòng tôi đã chọn được một người. Và tôi cũng là bình chọn, tôi cũng hy vọng rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị Việt Hương, còn anh Tuấn ạ. Tôi nghĩ là trong 4 mùa Got Talent thì hôm nay kết quả ở đây là một kết quả mà tôi nhìn thấy anh Long Black cùng với các thành viên ban nhạc đang cười rất tươi. Anh Đức Chí, giám đốc âm nhạc chắc trong kia chắc cũng cười rất tươi. Tôi thì cười toét cả miệng từ nãy giờ rồi. Lý do bởi vì đơn giản là tôi biết chắc chắn sẽ có một nhạc công lên ngôi tại Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam năm nay. Yeah! Xin cảm ơn anh Tuấn và xin mời anh Trấn Thành ạ. Thực sự mà nói thì hôm nay tất cả các bạn đã làm một cái điều rất là tuyệt vời. Cảm ơn BHD, ban tổ chức đã kết hợp lại một cái tiết mục mà phải nói là ngoài sức tưởng tượng của ban giám khảo và tôi tin chắc cũng đồng cái cảm giác của chúng tôi với lại toàn thể quý vị khán giả sẽ không thể nào tưởng tượng được là nhạc công lại được tôn vinh đến như thế. Và rõ ràng các bạn thực sự là những tài năng rất là lớn và đầy tiềm năng của Việt Nam chúng ta. Và tôi nói thật với các bạn rằng là hôm nay tôi nói thiệt, tôi phải có phước lắm tôi mới được ngồi ở đây xem một cái đêm chung kết hay như thế này. Đây là một trong những cái đêm chung kết mà hay nhất từ xưa đến giờ mà tôi đã từng xem. Và tôi tin chắc rằng là cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã cho tôi một miền ký ức rất đẹp trong cái cuốn hành trình cuộc đời tôi. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi nghĩ là từ đó tới giờ nhạc công hay là quay phim hay là hỗ trợ sản xuất đều là ở sau lưng thôi. Nhưng hôm nay hai nhạc công của chúng tôi đã làm chủ sân khấu. Và tôi cũng mong muốn là chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam mình, những người đằng sau lưng chúng tôi, những người đằng sau lưng và rất giỏi,
cứ tự tin. Đây đã minh chứng là hai chàng công đã bước ra và làm chủ tình hình, làm chủ sân khấu ngày hôm nay, và hãy tự tin để bộc lộ tài năng của chính mình. Và quan trọng là như tôi đã nói là người chiến thắng ngày hôm nay, bốn nhóm, bốn cái cá thể này, họ có thể chiến thắng hay không không còn dựa vào tài năng nữa, bởi vì bản thân đứng được ở trong cái vòng chung kết họ đã là tài năng rồi. Ngày hôm nay chúng ta xem là ai phạm nhiều sai lầm hơn và ai giữ được phong độ bình tĩnh hơn. Và từ nãy giờ tôi thấy có một cái con người cầm cái cây khiều lới khiều lui, không hề sợ ai gì hết trơn hết trọi, đứng muốn làm gì làm ha. Rồi bạn mà đứng trên sân khấu nhắc ngoắc đi vô, là đó tôi đang hoang mang đây. Nó không có sợ một cái gì hết. Tại sao nó đi thí sinh, nó đi thi mà nó không sợ, nên tôi mới phải sợ nó. Trời ơi. Anh Huy Tuấn ơi, em không sợ là fan hâm mộ của bé Trọng Nhân là sẽ bao vây anh ạ? Tôi nghĩ là fan hâm mộ của bé Trọng Nhân sau buổi thi này chắc xếp hàng để tôi đá vào mông. Vâng ạ, một lần nữa Diệp Lâm Anh xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Và ngay bây giờ Diệp Lâm Anh xin phép được công bố quán quân của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam mùa thứ tư. Xin được chúc mừng Trọng Nhân. Ngay lúc này Diệp Lâm Anh xin mời lên sân khấu Thạc sĩ Vũ Thanh Hường, trưởng phòng trò chơi truyền hình 1, ban sản xuất các chương trình giải trí của VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam, đại diện cho ban tổ chức chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam sẽ lên sân khấu chào trao thưởng cho người thắng cuộc, đó chính là bé Trọng Nhân. Và xin cảm ơn Trung Lương rất nhiều. Trung Lương là á quân của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam mùa thứ tư. Xin được chúc mừng Trung Lương. Vâng ạ, từ đầu đến giờ thì chúng ta chỉ được nghe Trọng Nhân hát rồi đánh trống thôi. Chưa ai nghe đấy Trọng Nhân nói một lần nào. Bây giờ con có thể chia sẻ cảm xúc của con được không Trọng Nhân? Con có thấy vui không hay là con thấy như thế nào? Con có thể nói cho tất cả khán giả truyền hình với ban giám khảo nghe được không? Con thấy rất là vui. Con nói nhiều hơn được không? Con nói đi. Con cảm ơn mọi người đã giúp đỡ con. Alo, Nhân ơi, con có biết nói chưa? Hay là con chỉ biết đánh trống thôi? Thấy thương quá à. Thôi khỏi nói gì nữa. Con tuyệt vời quá Trọng Nhân ơi. Chúc mừng con. Một tràng tay thật lớn cho Trọng Nhân và Trung Lương ạ. Và chúng ta đã có quán quân của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam mùa thứ tư. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi đến những giây phút cuối cùng. Xin được cảm ơn ba vị ban giám khảo: anh Trấn Thành, chị Việt Hương, anh Huy Tuấn, giám đốc âm nhạc Đức Trí, biên đạo múa Alexander Tú Nguyễn, ban nhạc Long Black, ekip trang điểm làm tóc Nam Trung. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.